các bạn ơi, thời tiết này anh khô chưa? Khiếp khủng luôn. Chưa bao giờ có một cái năm mà nó nóng như thế này. Và anh em chúng tôi thì thật sự với các bạn là chỉ muốn vào lán mà ngủ thôi. Nhưng mà cố gắng, đây là một sự cố gắng lớn của anh em tôi, là tôi bây giờ hôm nay tự nhiên là còn phải mượn cái mũ cọ của bạn tôi để mà đội. Quá là nóng luôn, thực sự kinh điển luôn. Nhưng mà ở đây thì thời tiết này thì sẽ giúp cho chúng ta rất tốt để tìm cái thứ ong này. Và ở đây thì chúng ta đã gặp ngay một đàn ong ruồi các bạn ơi. Đây này. Đấy, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con. 9 con ong ruồi. Đây là cái vấn đề 9 con đây, không phải là riêng lúc này nhá các bác nha. Tí nó còn dồn đi dồn lại nữa, cũng như là nó đi về liên tục thì nó phải tầm 20 con. Đấy đấy, nó tụ này, nó đe lên cả người nhau để mà lấy nước cơ mà. Đây các bác ơi. Lên nhá bạn ơi. Đấy, ông bạn tôi đang nhòm, tuy nhiên bạn ấy bảo là không thấy. Không thấy thì ở đây thì cũng dễ dàng thôi, bởi vì cái bãi này nó ngay gần đây thôi. Nên là việc lên bên trên nó là rừng già nên là sẽ không có ở đây. Thế là chúng ta phải đây bên kia. Tôi đi giới thiệu các bạn, hôm nay tôi đi với hai người, một anh tên là anh Đề, nhưng anh không đánh đề bao giờ đâu. Ông bạn tôi nữa. Bạn tôi thì đang ngó cái tổ ong. Ông bạn anh tí nữa anh em mình nó mới lên cản trên này chứ bây giờ thì không biết là nó như thế nào được. Mà còn một cái tổ nó bay thẳng ra ngoài này cơ. Nhưng mà phải bây giờ trong cái thời tiết nóng này thì đấy các bác, người mình còn không buồn ra được đấy, lên này. À tổ này lên thẳng vào đây. Có tổ lên thẳng đấy. Khó khăn phải không? Nay thì anh em chúng tôi cũng chỉ dám mang đi một theo một cái ống nhỏ thôi, mỗi người có một cái đấy, nhưng mà mang một cái là đã quá mệt rồi, so với quần áo với còn tất cả mọi thứ nữa. Bây giờ chúng ta ngó một lúc rồi lên. Này không phải lúc nãy anh em chúng tôi dừng lại được nhá. Và chúng tôi vừa vào trong tìm được cái tổ ong khoái ra rồi. Nếu lúc nãy ở đây chỗ này, cái chỗ trước mặt nhòm ong ruồi này nó nóng lắm. Đây này. Ong khoái đây. Ở trong đấy này các bạn này. Đây, tìm mãi mới thấy nó đấy. Đấy. Ôi tổ này mật đặc phết nhỉ. May được khoảng tầm độ mấy cân anh? 3 cân. 3 cân đâu. 3 cân đấy nhỉ. 3 cân, tổ ong khoái vừa mới đánh được 3 cân nữa các bạn nhá. Và bây giờ anh em chúng tôi mới bắt đầu lên rừng. Thì ong ruồi nó có hai hướng như thế rồi, nãy anh em có thấy là một hướng ở ngay đây. Tổ ngay đây thì chắc là không nói là tổ này thì hơi chắc hơi bé, nhưng mà thì cũng đánh nó thôi. Bây giờ anh em chúng tôi đi tìm cái tổ nó cắm ra ngay ngoài đường đoạn này. Ngoài kia có một đồng chí đang đi tìm đường rồi. Mệt quá tìm cái tổ ong khoái này. Thật sự là chưa có tìm tổ nào gian nan như thế này. Gian nan là vì cái thời tiết thôi chứ còn không phải là tìm nó mất thời gian. Ướt hết quần áo rồi. Tổ ong ruồi này thì cái bãi keo này cũng rộng đấy, không phải đơn giản đâu. Nãy đeo cái ba lô bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ đi đây. Nhưng mà may mắn là hôm nay ba người nên là tìm sẽ dễ hơn. Có đường lên à? Ngay trên mấy cây chít này thôi, nãy theo những ống nhòm là cắm ngay trên mấy cây chít này thôi. Mà tổ này chắc là mang phải sơi luôn. Đâu? Đường đâu? Đấy, chúng tôi đấy, cái này là chúng tôi là chia nhau đấy. Người già tuổi nhất thì lên trước, còn lên sau. Rộng phết đấy cái tổ này ấy. Đáng sợ là đi qua nó các bạn. Cỏ nhật, các thứ tùm. Ui, cái đường này. Cái đường này đường của dê chứ làm gì cũng phải đường cùng người đi đâu. Chắc là vào gốc keo. Dốc đứng này các bạn này. Ở đây thì đất đai ở phía đông bắc này thì không trồng gì ngoài lâm nghiệp cả, bởi vì đường nó đất và dốc. Mà ong ruồi thì nó lại rất thích những cái bãi mà nó
được tỉa cành, tỉa tót ra đây như thế này. Mấy cái chít ở bên tay trái. Cấy keo là hiệu quả kinh tế nhất, bởi vì đất này chẳng để làm gì cả, được nữa cả. Mấy cái chít kia kìa. Ai à, gài đầu thế. Rồi bắt đầu tản ra đây. Vụt này đấy. Chắc chắn là vào cây keo rồi. Bởi vì ở đây ngoài keo ra không có cái cây gì có cành to mấy cả. Hay là còn cành chít. Anh tôi đang đưa mắt nhìn về mọi phía. Nhưng hơi khó đấy. Kể cả về mọi phía những cái tổ to. Hôm em đánh ở cái tổ bãi keo bên kia cũng được một tổ to. Vào bãi chít và bãi keo này. Đó. Nó cũng thẳng thẳng ngang ngang xuống khu vực này thôi. Đây rồi. Đấy rồi các bạn. Nhìn thấy rồi. Đấy này. Thuốc lá bạn ơi. Ui xổi, tổ này to này. Tổ này to này. Ui xổi ôi. Không, cũng bình thường thôi. Bình thường. Nhưng mà được đấy, mật được đấy. Anh ơi. Ờ, rộng lắm tổ này. Đấy các bạn ơi, xem xung quanh này có cái gì đâu. Nếu mà nó bay vào đây nó ở. Vào một cái cành keo hai nhánh các bạn. Hả? Ui, tớ chả nuôi đâu. Mình lấy đâu cái thời gian đây anh em mà tôi đã phát lên bên trên này rồi. Đấy nhìn cái. Đây đây đây. Đây đồ em có đây. Đây các bạn nhá. Tí rẻ này nhá. Đưa anh đi, lên cắt đi. Như một phép màu. Vậy là tôi đã hoàn thành xong cái gọi là hun nó. Ui, ông vàng. Anh mì phát nào không? Cái tổ ong muối. Nó bị khói nó bay ra rồi. Úi, các bạn thấy nguy hiểm không? Tổ ong ruồi gãy bên dưới. Tổ ong ruồi bên trên. Tôi phải hun cái tổ ong muối đi đã. Lại phải làm lại một phát nữa. Qua đây bên này tránh thôi. Em đốt tổ ong ruồi muối nha. Tôi đốt tổ ong ruồi đã. Em đốt tổ ong ruồi rồi. Em đốt tổ ong ruồi đi rồi. Được anh ơi, tổ ong ruồi em đốt rồi. Bây giờ chúng ta quay lại với tổ ong ruồi. Em đốt chết hết. Đây, tổng rồi các bác ơi. Nó ở trên cao này này. Anh tỉa hết chỗ này ra đi. Anh tôi đã cắt đi cái phần này của nó. Anh tỉa hết cái lá cây thôi em ơi. Em xem ấy. Đó. Ở khá là cao. Tổ này thì nói là anh em là to thì cũng không phải là to. Bé bé rồi. Tuy nhiên là việc được nở nước là nở rất là nhiều rồi. Tổ nãy bằng tổ này không anh? Đây chúng ta lại phải tiếp tục tìm. Hôm nay chúng ta đánh 3 tổ nha các bác nhá. Ui xồi. Này 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 này. Các bác xem này. Ui xồi. Ui xồi. Bé bé mà cái cục mật này. Cục mật này các bác ơi. Min. Không phải mini đâu. Cục mật khiếp luôn đấy. Cái con ong đực này các bác này. Con ong đực này. Con ong đực của nó để chia đàn đây này. Nó như một con ong đây này các bạn này. Nó như một con ong mật luôn. To gần bằng con ong mật luôn. Đó. Này anh gạt đi.
nhìn mặt vàng óng sướng không? Ôi giời. Chúng ta bỏ hết lại quân nó ở lại đây các bác nhá, mình không lấy chúa với không lấy gì cả. Chúng ta lấy mỗi mật thôi, còn nhộng thì đây các bác nhìn thấy là nó cũng được nở khá là nhiều. Nở gần như là nở qua mấy lượt rồi. Mà cái loại cục bầu này nó lại vành nữa chứ. Có nhiều không được quá, con này nhiều không được. Giờ mới thấy con chúa nó một cái luôn. Đi đi xuống đây à, chúa rơi xuống đây. Bi à? Kệ nó đi anh. Đây, rút quân thôi. Thế là xong một tổ các bác nhá. Xong một tổ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái tổ thứ hai. Đây các bác. Vòng đây à? Bạn tôi mới cầm à? Đây này. Xuống đây các bác mới nhìn rõ này. Đấy. Bầu to chưa? Xuống chưa? Này. Đây, đi lên tổ thứ hai nhé.